Mình làm cái này trước nè. À không, anh hai làm cái này nha. Anh hai làm cái này. Nhưng mà cây bút đâu mà đọc. Thịt con nào trước? Mình thịt con nào trước? Này. Này. Đây, mình thịt con nào trước? Ăn thịt cái nào? Làm thịt, làm thịt. Rồi. Chuẩn bị xong, đập xong. Dạ cao lên, dạ cao. Em đi bể bao rồi, xem đặt bể bao luôn đi. Bể bao. Xác cái này vô. Rồi, tập con thứ hai đi xin sao? Từ từ để đi. Tập con thứ hai đi nè. Đôi mà trước đi. Không con cần. Rồi con nào? Con heo này nặng nè. Bố đâu? Sao đủ này mà đòi mua hết bát đồ. Xếp luôn không? Để ở ngoài xếp luôn không? Trời ơi! Mà hai tờ này quý. Có 20 à? Phải là gì vậy mà? Có tờ 500. Rồi.
đời.